anh em nào đủ dũng khí mua cái này cho bạn gái thì xứng đáng có 10 người yêu. À nhầm, xứng đáng được yêu gấp 10 lần. Mình không thích mùi này lắm, hơi nồng. Rửa thử xem. Đừng nghĩ vậy, đang rửa tay thôi. Không nhớ bọt lắm. Sau một lúc thì thấy tay mát mát. Nói chung là rửa xong thấy dễ chịu, sạch sẽ nhưng mà hơi bị khô. Bởi vì là trong thành phần có các chất có tính sát khuẩn mạnh. Nghe nói là cái này còn có thể dùng để gội đầu trị nấm, chữa ghẻ cho chó mèo nữa. Ôi nhưng mà cái mùi này, ông nào mà gội đầu cái biết luôn. Nhắc nhẹ là chị em đừng nên dùng quá nhiều.